Trăm câu nói, anh sẽ cho em, cũng không bằng một hành động, em cầm lấy đi. Ngàn cái tương lai tươi đẹp cũng không bằng một hiện tại ấm áp. Hãy nhớ rằng, trên thế giới này sẽ không có một người đàn ông nào cả đời đưa bạn đi làm rồi đón bạn về, cũng không có người đàn ông nào cả đời không nói dối bạn. Thế nhưng sẽ có một người đàn ông cả đời này ở bên cạnh bạn, không bao giờ rời xa bạn. Đã là con người thì ai cũng sẽ có lúc lười biếng, dễ dãi và ai cũng có khuyết điểm. Đừng bao giờ đối với ai đó ôm ấp quá nhiều kỳ vọng không thực tế. Kỳ vọng ít một chút, bạn sẽ sống hạnh phúc hơn. Kỳ thực, rất nhiều cô gái, càng độc thân lâu, họ dường như càng không nói đến chuyện yêu đương. Bạn hỏi cô ấy có muốn kết thúc cuộc sống độc thân hay không, thực ra là cô ấy muốn, nhưng cô ấy không biết làm sao để yêu đương, cũng không thể đưa ra bất cứ nguyên nhân nào. Tôi nghĩ, một cô gái độc thân quá lâu thì càng cần một người hiểu cô ấy, âm thầm xuất hiện, yêu thương cô ấy. Rất nhiều chàng trai nói, một cô gái độc thân càng lâu, cô ấy sẽ càng độc lập, mà đã càng độc lập, thì sẽ càng khó theo đuổi. Chuyện này, thực sự là vậy sao? Tôi nhớ, trước đây trên một diễn đàn, ai đó đã từng nói, đừng bao giờ thích một cô gái độc thân quá lâu, bởi vì bọn họ sớm đã độc lập đến mức không cần đến bạn nữa rồi. Bóng đèn bị hỏng, bọn họ có thể tự thay, ống nước bị vỡ, bọn họ có thể tự sửa, sinh bệnh có thể tự chăm sóc, thậm chí, cũng có thể tự nuôi sống bản thân mình. Bạn đi thích một cô gái mà cái gì cũng không cần tới bạn, không khó theo đuổi mới là lạ. Tôi quá không thể chấp nhận kiểu nói này. Tôi cảm thấy, các cô gái ngày càng trở nên độc lập, đó là bởi vì ngày càng có nhiều chàng trai không biết cách yêu thương các cô ấy. Cho nên, hiện nay, số lượng các cô gái độc lập mới càng nhiều. Bọn họ độc thân, không có người chiều, không có người yêu, dĩ nhiên phải học cách yêu, chiều chính bản thân mình. Bạn nói rằng, cô gái như vậy quá khó để theo đuổi, tôi nói, chỉ là chính bạn không đủ tốt đẹp, không đủ thành tâm mà thôi. Bạn không hiểu, những cô gái trông có vẻ khó theo đuổi, trong lòng họ, đến cùng là muốn cái gì? Điều mà họ muốn đơn giản chỉ là một người hiểu họ, hiểu được những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng họ, có thể cùng họ ngồi nhà xem phim, có thể cùng họ cả ngày dạo phố, có thể cùng họ nửa đêm coi phim kinh dị, cũng có thể chăm sóc họ, bầu bạn cùng họ. Nếu như bạn nói, những yêu cầu đó là quá cao, vậy thì tôi xin nói cho bạn biết, một cô gái nếu như đối với bạn đến cả những yêu cầu này đều không có, thì xin lỗi, căn bản, cô ấy chính là không yêu bạn chút nào. Đừng hy vọng dùng một bộ phim là khiến cô ấy thích bạn, đừng hy vọng nói một câu anh yêu em là có thể khiến cô ấy trở thành bạn gái của bạn, cũng đừng kỳ vọng cô ấy sẽ leo lên giường của bạn chỉ vì một món quà. Tình yêu không dễ dàng như vậy, mỗi người ở bên nhau đều cần có thời gian để kiểm tra. Chịu không được bài kiểm tra này thì đừng oán hận nói cô gái đó quá khó theo đuổi. Tặng quà, cho tiền nhưng theo đuổi không được, đó là bởi vì những thứ ấy đều là bạn bỏ tiền, căn bản không nói lên gì cả. Tôi cảm thấy, những cô gái độc thân đều rất ưu tú, độc thân càng lâu, càng ưu tú, bởi vì bọn họ sẽ không bao giờ nguyện ý tùy tiện bắt đầu một mối quan hệ nào, bởi vì bọn họ cả đời này vẫn luôn đợi đúng người, nếu không phải, sẽ không cùng ai khác. Cô gái như vậy, đáng để bạn hao tổn tâm tư, hao tổn tinh lực thấu hiểu cô ấy, để biết cô ấy thích ăn ngọt hay ăn nhạt, biết cô ấy thích thức khuya hay dậy sớm, biết cô ấy thích màu phấn hồng hay là màu trắng, đen. Nếu như bạn đã thích một cô gái, đừng bao giờ cho rằng cô ấy khó theo đuổi, mà hãy từ từ đến gần cô ấy, nhẫn nại hơn, chân thành hơn, từng chút cảm động cô ấy, sau đó, bạn sẽ phát hiện. Cô ấy thực sự không hề khó theo đuổi chút nào, hơn nữa, ở bên cô ấy, thực sự sẽ rất hạnh phúc. Trăm câu nói, anh sẽ cho em, cũng không bằng một hành động, em cầm lấy đi. Ngàn cái tương lai tươi đẹp cũng không bằng một hiện tại ấm áp. Hãy nhớ rằng, trên thế giới này sẽ không có một người đàn ông nào cả đời đưa bạn đi làm rồi đón bạn về, cũng không có người đàn ông nào cả đời không nói dối bạn. Thế nhưng sẽ có một người đàn ông cả đời này ở bên cạnh bạn, không bao giờ rời xa bạn. Đã là con người thì ai cũng sẽ có lúc lười biếng, dễ dãi và ai cũng có khuyết điểm. Đừng bao giờ đối với ai đó ôm ấp quá nhiều kỳ vọng không thực tế. Kỳ vọng ít một chút, bạn sẽ sống hạnh phúc hơn. Kỳ thực, rất nhiều cô gái, càng độc thân lâu, họ dường như càng không nói đến chuyện yêu đương.
Bạn hỏi cô ấy.